Mang trên mình một thiết kế ngoại thất đậm chất SUV hầm hố kết hợp với không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, sang trọng của những mẫu xe MPV. Có thể nói đây là một sự kết hợp rất hài hòa để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Sau khi ra mắt tại Indonesia và Philippines, rất có khả năng Mitsubishi Xpander Cross 2023 phiên bản facelift sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong một thời gian ngắn sắp tới. Trong lần nâng cấp này, Mitsubishi Xpander Cross 2023 đã được làm mới diện mạo tương tự Xpander 2022, bổ sung trang bị mới hiện đại giống như những mẫu xe SUV cao cấp Pajero Sport. Cụ thể, với phiên bản nâng cấp 2023, Xpander Cross có thiết kế đầu xe mới tương tự Xpander 2022. Đèn pha LED định vị kiểu mới, nối liền với hai nẹp mạ chrome tạo hình chữ X đầu xe. Bên dưới là cụm đèn pha mới có hình chữ T nằm ngang. Lưới tản nhiệt lớn, sơn đen bóng đi cùng logo hãng được đặt ở trung tâm. Cản dưới cũng được làm mới lại với hốc gió trung tâm lớn hơn và cụm đèn sương mù hình chữ nhật thay vì hình tròn như trước. Phía bên hông, mẫu MPV Light SUV này sở hữu bộ mâm xe thiết kế 5 chấu hình chữ Y mới, kích thước 17 inch, ấn tượng hơn. Còn lại những đường gân dập nổi và ba ga nóc vẫn giữ nguyên như trên phiên bản cũ. Đằng sau có cụm đèn hậu LED chữ L nhưng đã được tinh chỉnh lại góc cạnh hơn, sắc nét hơn. Cùng giao diện LED mới, bên dưới là đèn phản quang hình chữ nhật. Phía bên trong khoang nội thất, Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũng có vài sự nâng cấp, thay đổi như vô lăng 4 chấu kiểu mới và màn hình LCD 8 inch phía sau, giống trên mẫu xe đàn anh Pajero Sport. Ngoài ra, xe còn có thêm sạc điện thoại không dây, ghế ngồi được bọc da tổng hợp hai màu mới giúp khoang cabin trở nên hiện đại và cao cấp hơn. Bên cạnh đó còn có phanh điện tử, tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, chỗ đặt điện thoại lớn hơn trước ở cụm điều khiển trung tâm, ngăn chứa đồ rộng rãi bên dưới bệ thì tai hàng ghế phía trước, được trang bị cổng USB tai A và tai C, ngăn đựng cốc ở bệ thì tai dành cho hàng ghế thứ hai và chiều cao gầm tăng lên 220mm. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Xpander Cross 2023 bao gồm chống bỏ cứng phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các điểm kết nối ghế trẻ em Isofix, camera lùi, phanh tay điện tử, kiểm soát hành trình và hệ thống kiểm soát lệch hướng chủ động AEC. Mitsubishi Xpander Cross 2023 được trang bị động cơ máy xăng 4 xi lanh dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT mới được giả lập 8 cấp số hoặc hộp số sàn 5 cấp. Hiện chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị hộp số tự động 4 cấp như cũ hay là hộp số CVT mới. Giá bán của Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Indonesia dao động từ 309 đến 335 triệu rupiah, tương đương rơi vào khoảng 496 đến 537 triệu Việt Nam đồng. Trong khi đó, phiên bản cũ này có giá 688 triệu đồng tại Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Veloz Cross Top và Suzuki XL7 phiên bản Sport Limited. Các bạn dự đoán khi nào mẫu xe này sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam và sẽ được bán ra với giá bao nhiêu? Hãy cùng nhau bình luận bên dưới nhé. Hãy vui lòng like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về sản phẩm này. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết video.